Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rãnh áp thấp có trục khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dần xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên từ chiều tối và đêm mai đến hết ngày 25 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm trên đợt, có nơi trên 250 mm trên đợt. Thời gian có mưa lớn tập trung từ chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và dông cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm mai đến ngày 25 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xoáy là cấp 1. Phần tiếp theo là tin nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 19 giờ. Cảnh báo ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Tiếp theo là phần dự báo bão năm 2021. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật, từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, xét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, người dân cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và tháng 11 năm 2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Phần tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng khu vực vùng núi từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 trên 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 trên 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía tây bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.